Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Vợ chồng Angela Baby chính thức ly hôn, quên nuôi con thuộc về Huỳnh Hiểu Minh. Suốt thời gian qua, cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh liên tục vướng phải nghi vấn ly hôn. Vào tối ngày 17 tháng 3, trang Quỳ Quỳ tiếp tục đăng tải thông tin gây xôn xao với nội dung hai vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby đã ly hôn, nhà trai đã giành được quyền nuôi con. Lại một lần nữa, nét bàn tán xôn xao về thông tin trúng đồng này. Trang Quỳ Quỳ cho hay, nguồn tin bắt đầu từ việc một blogger chia sẻ một bài viết với nội dung ẩn danh như sau. Sau nữ lột xác nhờ thẩm mỹ và lục đại âm đã chấm dứt mối quan hệ. Lục đại âm luôn có nguyên tắc không sửa trò bẩn, chia tay trong êm thấm. Đồng thời anh cũng đã có được quyền nuôi con. Vậy nhưng đối phương lại phái người kẻ kè theo dõi chồng hai từ trên bảy thậm chí lục đại âm đi ra ngoài ăn tối cùng bạn bè cũng bị paparazzi gì chụp lại dẫn tới việc phải mang hình ảnh xấu xí điều đáng nói lục đại âm chính là tên lóng mà ti dân đặt cho huỳnh hiểu minh còn angela baby suốt một thập kỷ qua luôn vướng vào lùm xùm sao kéo Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này nổ ra và gây báo mạng xã hội, Angela Baby đã có động thái đáp trả cực gắt. Nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ hai hình ảnh của cậu con trai bọt biển nhỏ. Trong hình, bé được mẹ dẫn đi triển lãm, không chỉ vậy hai mẹ con còn khoe giày đôi với nhau. Động thái của người đẹp cô dâu đại chiến khiến Sinet cho rằng Baby đang cố tình phủ nhận thông tin bọt biển nhỏ đã bị Huỳnh Hiểu Minh giành được quyền nuôi con. Tuy nhiên rất khó có thể để xác định được rằng liệu vợ chồng tài tử họ Huỳnh đã thực sự ly hôn hay chỉ là những tin đồn âm ý trong giới được blogger này truyền cho blogger nọ.